Kính chào quý vị và các bạn đang xem chương trình. Thưa quý vị, chúng ta hay có câu hàng xóm tắt lửa, tối đèn có nhau. Nhưng trong vụ việc ngày hôm nay, do bị nghi là ăn trộm tiền, một cụ bà đã đổ thuốc sâu xuống giếng nhằm đầu độc cả nhà hàng xóm. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhà hàng xóm uống phải nước giếng có độc này? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Ông Nguyễn Tiến Dũng, chánh án Tòa Nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1951, trú xã Nam Xuân, Nam Đàn, 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng về tội hủy hoại tài sản. Ngoài ra, bị cáo còn buộc phải đền bù tổng số tiền 32 triệu đồng đối với tổn thất về tài sản, giếng nước bị hư hỏng không sử dụng được và chi phí kiểm tra sức khỏe, tổn thất tinh thần của các thành viên trong gia đình bị hại. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2019, do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên Nguyễn Thị Thanh đã đổ một chai thuốc diệt cỏ cực độc xuống giếng nước nhà ông Nguyễn Hữu Đê. Ngày 15 tháng 5 năm 2019, lợi dụng khi hàng xóm vắng nhà, bà Thanh mang một chai thuốc diệt cỏ định đổ vào chai dầu gội đầu của chị Vân, nhưng do chai dầu gội được để trong nhà cửa khóa nên bà Thanh không thực hiện được. Thời điểm này, chị Vân bất ngờ trở về, thấy bà Thanh đi từ trong nhà mình nên đã kiểm tra camera và phát hiện việc bà Thanh đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng ngày hôm qua. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bà Thanh chối cãi và cho rằng thời điểm này bà đi vào nhà để tìm con gà chạy lạc. Còn chai nước bà mang theo để đưa ra cho người thân đi làm đồng uống. Tại đây, bà Thanh cũng viết cam kết nếu gia đình chị Vân có ảnh hưởng sức khỏe gì thì sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau đó một ngày, công an xã Nam Xuân về trực tiếp làm việc với gia đình chị Vân và bà Thanh. Sau một lúc quanh co chối cãi thì bà Thanh đã thừa nhận trước đó đã đổ một chai thuốc diệt cỏ xuống giếng để hãm hại cả gia đình chị Vân. Bà Nguyễn Thị Thanh khai do bị chị Vân nghi ngờ trộm tiền nên nảy sinh thủ tức. Bà Thanh mua thuốc diệt cỏ đổ vào giếng nước và chai dầu gội đầu của chị Vân nhằm mục đích cho chị Vân rụng tóc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh về tội cố ý gây tổn hại sức khỏe của người khác. Theo khoản 6, điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, sau đó cơ quan điều tra đã đổi tội danh khởi tố đối với bà Thanh về tội hủy hoại tài sản. Thượng tá Cao Văn Tám, trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết, liên quan đến vụ án này, Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh về tội cố ý gây tổn hại sức khỏe cho người khác. Theo khoản 6, điều 134 Bộ Luật Hình sự đối với người chuẩn bị phạm tội. Sau đó, họp 3 ngành từ huyện đến cấp tỉnh. Bên Viện Kiểm sát yêu cầu thay đổi tội danh vì hành vi đã thực hiện xong, chứ không phải trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện nữa. Còn căn cứ vào khoản 3, điều 134 cũng không thỏa mãn vì hành vi của bà Thanh chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra, Công an huyện Nam Đàn đã lấy mẫu nước giếng của gia đình ông Đê đi giám định. Kết quả giám định cho thấy chất độc trong nước chưa đủ để gây thiệt mạng người. Cả 5 người trong gia đình chị Vân được kết luận âm tính với chất độc từ thuốc diệt cỏ khi đến kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện. Bà Nguyễn Thị Thanh đổ thuốc diệt cỏ vào giếng nhà ông Đê nhằm mục đích trả thù chị Nguyễn Thị Vân, nhưng chưa gây tổn hại về sức khỏe do chị Vân và các thành viên trong gia đình. Hành vi đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước nhà ông Nguyễn Hữu Đê làm giếng nước hư hỏng hoàn toàn, không thể tiếp tục sử dụng được. Theo hội đồng định giá huyện thì giếng nước này có giá trị 5 triệu đồng. Bà cụ Nguyễn Thị Thanh truy tố xét xử về tội hủy hoại tài sản của người khác. Tại phiên tòa, cụ Nguyễn Thị Thanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nam Đàn giữ quyền công tố tại phiên tòa, giữ quan điểm truy tố đối với Nguyễn Thị Thanh về tội hủy hoại tài sản là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại trong vụ án, luật sư Nguyễn Tiến Trung, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Trung Nguyễn, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ án này. Theo phân tích của luật sư Trung,
khi đổ thuốc diệt cỏ vào giếng nước nhà ông Đê, bị cáo Nguyễn Thị Thanh đã ý thức rõ sử dụng nguồn nước này sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe và thậm chí có thể gây thiệt mạng người. Đây là nguồn cung cấp nước ăn duy nhất của 5 người trong gia đình ông Đê, bao gồm vợ chồng ông Đê, chị Vân và hai đứa con nhỏ của chị Vân. Sau khi đổ một lọ thuốc diệt cỏ xuống giếng nhà ông Đê nhằm mục đích trả thù chị Vân, bị cáo Thanh chưa dừng lại mà ngày hôm sau lại tiếp tục mang một lọ thuốc khác sang, nhưng do khóa cửa nên không thực hiện được ý định ban đầu. Hành vi đầu độc bằng thuốc diệt cỏ của bị cáo Nguyễn Thị Thanh với gia đình ông Nguyễn Hữu Đê, nhưng gia đình ông Đê chưa bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe là do thành viên trong gia đình phát hiện nước giếng đổi màu, có mùi lạ nên ngừng sử dụng. Việc những người này không bị ảnh hưởng đến sức khỏe là nằm ngoài mục đích mong muốn của bị cáo Nguyễn Thị Thanh. Các lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Thanh có trong hồ sơ vụ án cũng như tại phần xét hỏi, bị cáo thừa nhận rằng động cơ mục đích là gây tổn hại sức khỏe của các thành viên trong gia đình ông Nguyễn Hữu Đê. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nam Đàn truy tố bị cáo về tội hủy hoại tài sản là chưa xem xét toàn diện và chưa khách quan đối với các tài liệu, chứng cứ, lời khai của bị cáo được thể hiện trong hồ sơ vụ án và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với bị cáo Thanh về tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác, luật sư Nguyễn Tiến Trung phân tích. Vị luật sư này cũng cho biết thân chủ của ông đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm của vụ án hủy hoại tài sản của Tòa án Nhân dân huyện Nam Đàn lên Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An và bản án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và thư thích 12 tháng về tội hủy hoại tài sản của Nguyễn Thị Thanh là thích đáng. Thưa quý vị, dư luận rất phẫn nộ về vụ việc này bởi chẳng ai ngờ một cụ bà gần đất xa trời lại có thể độc ác đến như vậy. Cụ bà đã bị trừng phạt thích đáng, đây cũng là lời răn đe đến những kẻ sống nhỏ nhen, ích kỷ, nên biết tu tâm, sửa tính, nếu không sẽ phải nhận những quả báo thích đáng. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Quý vị đừng quên nhấn like, share và bật chế độ thông báo trên kênh để được theo dõi sớm nhất những chương trình của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.